Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Đến với lại video ngày hôm nay của chúng ta thì hôm nay mình sẽ đi solo squad nha anh em. Sắp tới thì vào ngày mùng 4 tháng 4, chung kết đấu trường sinh tồn mùa xuân sẽ được diễn ra. Điều đặc biệt mà mình muốn nói ở đây đó là khi mà anh em xem livestream cái chung kết đấu trường sinh tồn ấy thì sẽ có rất là nhiều gift code được tặng nhá. Đặc biệt là cái skin MP40 mãng xà sẽ được tặng vào giữa trận đấu. Ngoài ra thì còn có chim gõ kiến thời không, rồi gói chiến thần iPod. Nhưng mà mình nghĩ là cái đặc biệt nhất chính là cây MP40 mãng xà level 7 luôn đấy anh em, không phải là level 1 hay level 2 đâu, mắc ping luôn. Đấy các bạn ơi, các bạn à, quên đi nhá, anh em đợi mình tí. Mình giải quyết xong cái đám này xong rồi mình sẽ chia sẻ cho anh em một số cái mẹo để mà khi mà xem livestream ấy sẽ nhanh hơn người khác một chút, khoảng tầm 4 đến 5 giây nếu như mạng của anh em nó tốt, và 4 đến 5 giây thôi là anh em đã có cơ hội nhập gift code nhanh hơn người ta rồi, đúng không? Quá chuẩn luôn. Đây là chắc an toàn đấy anh em, nhưng mà tiếng bước chân còn nhiều quá. Các bạn ấy có lên đây không? Mới giết một người thôi mà làm gì mà đuổi mình ghê thế. Ui sợ quá, sợ quá. Mẹ. Bên dưới có hai team bắn nhau. Bảo vệ trời. Đây rồi. Nha. Bạn chạy đi đâu? Kiếm ai? Kiếm ai ở đây? Lù sai à? Sao giống Luffy thế nhỉ? Đúng đồ ngon. Thường quá anh em ạ. Bên kia vẫn bắn nhau. Các bạn cứ bắn nhau đi. Cover để mình cho. Qua đây không? Không cần nhiều quá nên ra nó loạn đấy các bạn. Vào đây. Cái đầu cổ báo này vớ va vớ vẩn. Thơm rồi, 3 kill rồi. Các bạn qua đây, mình tiếp hết. Thì cái mẹo để mà có thể xem livestream nhanh hơn bình thường một chút ấy, đó là thứ nhất là anh em phải liên tục làm mới, thứ hai là thi thoảng phải cài đặt lại cái tốc độ xem livestream ấy lên 2.0 nhá. Tại vì là nhiều khi mạng của anh em á nó bị lag, xong rồi cái buổi livestream ấy nó bị delay, nhưng mà thực ra là đang bị delay 4 đến 5 giây rồi. Còn nếu như mà mạng mà cùi hơn ấy thì nhiều hơn, nên là anh em mới và tăng tốc video lên 2.0 để xem livestream ở cái mức độ gọi là nhanh nhất có thể nhá. Và nhanh nhất có thể như thế thì anh em sẽ có cơ hội nhập cốt nhanh hơn, rồi có cơ hội hên xui được cây MP40 đấy. Các bạn hãy chia sẻ với mình, còn được hay không thì chúc anh em may mắn nhé. Cố gắng lấy một vài cái cốt ngon ngon một xí. Với lại chắc là từ nay thì mình sẽ cố gắng, nếu như mình mà nhận cốt được từ bên phía Ghana ấy, thì mình sẽ chèn luôn vào video của mỗi ngày. Wow. Nên là anh em nào xem mà tự dưng mà thấy cái hiện dòng chữ là cốt gì ấy, đấy thì anh em cũng vào nhập hên xui, biết đâu lại được cốt thì sao. Bạn nào mà nhập được cốt của mình ấy thì comment xuống bên dưới hộ mình để mình biết, mình còn mừng. Còn bạn nào mà không nhập được cốt ấy thì coi như là nhập chậm quá. Mỗi lượt cốt của Ghana cho mình ấy thì chỉ nhập được từ 1 tới 100 lần thôi. Tức là có cốt thì sẽ 1 lần, còn có cốt thì sẽ 100 lần. Nên là nếu như mà anh em chậm thì phải chấp nhận thôi, chứ biết làm nào được. Vì là cái lượng cốt mà Ghana cho mình nó chỉ có thế, không thể nào mà mang đi mà cho mỗi người một cái được. Một tháng thì Ghana cũng chỉ cho mình có mấy chục cái cốt, mà fan của mình thì có cả nghìn, cả triệu người thì là được. Vậy nên là bạn nào hên còn người ta, hình như bên kia còn người hay sao nhở? Không có rồi. Bạn ấy chạy qua đây rồi đây này. Nhanh thế nhở? Ở đây.
chưa có mình ở đây thì mình xin. Anh chàng này đang dùng một cây chim báo kiến với lại một cây MP40. Biết ở đây địch đông rồi mà vẫn lao lên như một vị thần vậy. Tính là nhặt mình cái nòng giảm thanh thôi. Nhưng mà thôi, cầm cả hai nòng luôn cũng được. Đâu mất mát gì đâu. Ska kìa. Ska nhưng mà lại không có 4x. Keo nhiều dữ ha. Mình xin 11 trái keo rồi. Bo sang bên kia à? Thôi thì sang sông thôi nhé. Bo về bên kia mà. Ở bên đây làm gì? Qua đấy cam cầu biết đâu lại ngon thì sao? Hy vọng là chưa có ai đứng cam cầu. Mình sẽ là người đầu tiên. Đây rồi. Góc này đẹp rồi đây anh em ơi. Cam mấy bạn trên thành phố xuống thì còn gì bằng. Thôi kìa. Nó bị ái rồi. Ui. Có bác gấu anh em ạ. Nhưng mà không biết là hàng pha kè. Đâu thế? Bắn toàn 11, 12 đam. Không sớm thì muộn mình chẳng phải vào bó. Chạy bó đấy các bạn ơi. Bó thua rồi kìa. Đây rồi, đây rồi. Nào, qua đây. Qua đây mình chờ. Đây rồi. Lại không xong. Hai kẻ luôn rồi. Bắn bắn chắc chưa? Cùng dí mình. Bè, lia một bé. Hai bé. Hôm nay không bắn ở bên kia thì mình bắn bên này vậy. Thế nào? Ngoài bo rồi mà còn bắn mình căng thế nhở? Mình ta cày thế nhờ. Chủ quan quá anh em ơi. Toàn rồi. Rồi xong. Hôm qua top 3, hôm nay top 4 luôn. Ta-da. Như vậy là video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Anh em cảm thấy video ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại ý kiến của anh em ở bên dưới nha. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Đây là một số video mình nghĩ là nó có lợi cho anh em. Cuối cùng là cảm ơn anh em đã xem video. Và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye.